Ok, xin chào các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với series cùng chơi Ad Trò Chuyện. Như lần trước là chúng ta đã hoàn thành cái nó gọi là chapter mấy, chapter 7, chapter 8 á. Chapter 7 hay là file 07. Chung là cái chapter đấy là chắc là cái chapter mà hành động nhiều nhất trong cái game từ trước này nhỉ. Hành động rất là nhiều luôn. Khác hẳn với cái chapter lần trước chơi là cũng rất là dài, nhưng mà chúng ta sẽ phải đi là khám phá này. Ta bắt đầu nói điều tra vào lúc này, bắt đầu mới nói chuyện. Còn cái chapter này là gần như vào đập nhau luôn. Độ dài của nó khoảng tầm là 1 tiếng rưỡi nhỉ, hơn 1 tiếng rưỡi. Chúng ta đánh nhau rất là đã tay. Game này đúng là nói thật là chắc là cái game mà game chặt chém hay nhất trong năm này, khẳng định luôn trong năm nay là mình chơi. Bởi vì trên thực tế là chắc là năm nay mình chưa chơi nhiều game. Nhưng mà công nhận là cái game này quá chất lượng luôn. Chung là cái game này là của Platinum, đã quá chất lượng, thân Nintendo mà, chắc là bây giờ là làm được cái game này. Mình thì chưa chơi cái Bayonetta, chưa chơi bản nào, nhưng mà chắc là sau game này mình sẽ chơi lại, chơi mới đấy. Nó game này thì là vẫn đỉnh cao rồi, nhưng mà đây là cái game mà chặt chém độc quyền đầu tiên mà mình chơi trên cái game mà trên Switch hoặc là một cái hệ Nintendo nào. Quá ấn tượng luôn. Ok, mình sẽ load chơi tiếp cái chapter mới. Cái game này trên thực tế là cũng tương đối dài, 20 tiếng ấy. Mình nghĩ là nó chỉ tầm mười mấy, hơn chục tiếng thôi, bởi vì mấy game của Platinum lần trước mình chơi nó cũng ngắn. Có cái game God Hand là cũng nhiều, nhưng mà cái game đấy thì không thể gọi là của Platinum. Game đấy là cái đấy là trước Platinum. Vanquish thì rất là ngắn luôn. Đây là chapter 8 này. Lại về sở. Rất nghiêm túc. Commander. About her case, I know. It is true that the two of you are likely the only ones capable of stopping Jenna. And the future of the human race depends on both of you. Okay. Tương lai của loài người chỉ nằm trong tay hai thanh niên này. Chả hiểu cái tên lửa, tên nước thì vứt đâu hết. Nhưng mà mình vẫn không biết là cái cô Jenna là như là đến chơi đến đoạn này rồi vẫn còn rất là nhiều bí ẩn nhé. In addition to that, I suppose your actions today also merit consideration. I am willing to wipe the record clean. Okay. I've already cleared this with the government. Xóa cái lịch sử của cô này. Nhưng mà nhìn mặt hai nhân vật là đúng rồi, kiểu anh em giống nhau. Thank you, sir. A neuron detachment is pursuing Jenna as we speak. But I expect it'll be some time before they catch up to her. For now, you two are on cleanup duty. Return to the scene and help with the follow-up investigation. Be able to find something that will help us actually bring her to justice next time. Bây giờ chúng ta lại quay lại cái lịch trình là đi điều tra đúng không? Yes, sir. Thank you, sir. So, rất là nghiêm túc, cán bộ rất là nghiêm túc. Look at you, a free woman already. Oh, no. You can thank me later. Just try and stay on the commander's good side from now on, okay? I'll be on the roof as usual. Come on up when you're ready to go. À, là anh này đi mình ra cái hiện trường. Ok, chúng ta vẫn chắc chắn là chúng ta rất là nhiều cái để mà làm. Cái này là... Từ từ mình xem. Loại cho mình lương mà. Tất cả mọi thứ được theo dõi, chặt chẽ. Đúng là công nhận là quan trọng là boost cái defense cũng rất là cần thiết. Mình mà lần trước mà không boost cái defense chắc là tung xác mấy lần rồi. Try to stay out of trouble. Mấy cái nhân viên này cứ như coi mình như con nhỉ, mama nhỉ, kiểu tránh xa mọi cái rắc rối ra. Thôi đi. Cái này là vẫn 56 nhé.
Body Sinful, Energy Spy. Mới là cái Energy đấy có phải là cái mà để mình Kuda đánh trưởng không? Keep Clean. Con này nó vẫn ngồi ở này. Yutare. Chung là chỉ có mấy cái trò mà là gần đây mình chơi mấy cái trò Nhật là nó hay có lựa chọn toilet này. Chẳng phải giờ chọn đi toilet mà. À hình như có Hitman này. À như là Persona hay lựa chọn. Chung là nó chả đóng góp được cái gì đâu, nó chỉ là kiểu mình cảm thấy nó thực tế hơn một chút nhỉ. Don't give up. Giật đất tìm Feel my me. Và cái thằng Hao đấy là của nó bị túm. Và cái locker. Costume. Này nó chả có cái gì ngoài cái này. Ok, mình sẽ thử một số cái nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không sử dụng. Mình nghiêm túc là mình không phải là fan của cái này. Bởi vì trên thực tế là mình thấy nhân vật nữ rất là xinh. Cái thiết kế nhân vật rất là chuẩn rồi. Mình cũng chả có nhu cầu mình đổi và đeo cái này nhỉ. Rất là hay. Đeo vòng tai mới đâu nhỉ. Lái gà đeo cái hộp. Hello there, fellow officer. I'm glad I caught you. Did you hear? Lappy's getting his own video game. Ted's doing all the technical stuff, and I'm helping out by finding people to test it. What do you say? So, what do you say? Oh, video game. Oh, don't mind me. I'll just be over here taking notes for feedback. All set? Great. Then here we go. Nick, bấm nè. Oh. First, I'll explain how to play. In this game, you move Lappy around and hand out balloons to the fair citizens of the Ark. Press the Y button to give men yellow balloons. Press the X button to give women blue balloons. E. Press the A button to give children red balloons. Now I know that's a lot to remember, but do your best. Ted's counting on me, and I'm counting on you. If you're ready, buckle up and let's begin. E. Oh, chạy chạy chạy. Đây là, oh, cái này là nam hay nữ đấy? Nam. Cái này là nữ. Oh. Ơ cái này là children chứ đúng không? Chưa cơ, cái này là nam hay nữ? Đây là... Ô! Nó chạy. À, cứ nhìn đúng cái màu áo là được. Xanh này. Vàng, vàng, vàng. Ôi chết. Ôi giời. Đóng vỉa.
Thôi kìa. Fantastic work. Okay, you can stop playing for now. That was amazing. If it's okay with you, I'll use that score in my feedback. Okay, I can do it better. Going to give it another shot. Mình sẽ chơi lại lần nữa. Cái biết chơi rồi. Nhìn cái màu áo này. Chả biết nam hay nữ. Đỏ. Cái này là chắc chắn nó sẽ được điểm cao. Không phải là không biết chơi. Đóng vỉa rồi. Rồi. Đóng vỉa. Này các em đi đến trường rồi. Bà mẹ. Ui thằng đóng vỉa. Ok. Đóng vỉa. Điểm cao ấy. Mày. Kìa. Sao? Đây. Mày đợi. Đợi đóng vỉa. Điểm cao hơn à? Fantastic work. Okay, you can stop playing for now. That was amazing. If it's okay with you, I'll use that score in my feedback report. No problem. Oh, great. Thanks so much. Ủa, rank SC rồi. Lappy video game. I'm not very good at video games, so I'm really glad you came along. I'll make sure Ted gets my feedback. He probably already has an explosive update patch in mind. King, update patch. King. I'm not very good. I'll make sure Ted. Nghe cái đứa lồng tiếng con Murray ghét ghét thế này. Kizima Legatus Thêm Terminal Kai Medic. Tầng này nó chẳng là gì. Xuống cái tổ tầng training này. Tầng 3 training. Phòng gian của mình. Idicha. À mình nâng cấp.
and professional. Và nâng cấp lên. Mình nghĩ mình nâng cấp cái vũ khí vẫn tốt. Big Baton. Cái rare material vẫn rất là nhiều luôn. Summer Saw Z Near a Stun Where Enemy Zero. Hình như là để phệt rồi. Command Skill Unlock. Chắc là khi nào mình phải xem mấy cái Command Skill Assault Command. Kiểu như là mấy cái tuyệt kỹ kiểu đấy. Như là kiểu là finisher chẳng hạn, hạ gục kia nó ngất cái là nhảy vào phệt. Ôi, lại phải đi vào giữa trận đấu. Ok, mình sẽ quay lại các bạn khi mình bảo dưỡng xong. Cái này nó chẳng có gì, bởi vì sao mình cũng không thấy được cái lợi ích là việc bảo dưỡng hay không. Như là ok, mình sẽ quay lại các bạn khi sau khi mình bảo dưỡng xong. Cái này sẽ mất tương đối nhiều thời gian. A few moments later. Quê mình quay lại. Nói chung là mấy thanh niên của mình sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, chai giới rồi. Nó vẫn chưa mở cho mình mấy cái Legion Collar nhé. Cái này chắc là phải hoặc là phải chơi game hết một lần nó mới mở. Mình đoán như vậy. Ok, chúng ta sẽ cộng thêm một số cái đây là tóm ra Legion Learn. Ủa, chúng ta có 6.000 luôn. Cái này vẫn chưa mở, nó mở là Legion Sea Scale Echo. Sao lại thu lâu nhỉ, trời hiểu sao. Không hiểu là như này. Command Skill, không biết là cái này là như nào. À, xoay một vòng. Cái này là Active by Thirsting. Một cái kỹ năng xoay. Thực ra thì mình thấy cái này là nó cũng không cần thiết. Trên thực tế là có thể có cái thời gian mình xoay đấy, thì mình có thể mình chuyển thành con đấm ấy. Nó có cái nó cũng có sử dụng cái kỹ năng AOE ấy. Nên là trên thực tế chẳng cần lắm. Chắc là mình phải tăng hết là mình cái này nó mới mở cái khác này. Đây con đây này, đúng không? Bây giờ nó mới mở. Keep retain start. Ô, cái này chẳng cần. Ui, tăng nhiều thế nhỉ. Cái này thì sao? Ok, tăng mấy cái ability slot này nhỉ. Automate chain nhá. Cái lại một cái kỹ năng trùng của cái này. Trên thực tế là không cần lắm nhỉ. Tăng lại phí nhưng mà không tăng ngay thì không mở được cái này. Ui, bắn này. Activate by rotating. Cái này là command skill nhá, nó khác. Rồi, ít ra là mình lên là một cái cơ bản của nó nhá. Ăn trên là Legion for fearsome combo. Ô, đấm đấy. Ô, đấm vỡ mặt luôn. Úi dồi. Mới là mình có nên mắc là một cái con rồi mình chuyển sang con khác. Tăng như này thì nó sẽ tăng đều ấy, nhưng mà sẽ chẳng con nào lên được mắc luôn nhỉ. Tăng cái defense con này. Con này nhiều cái defense này. Còn cái này nhỉ. Active u đấm này. Rotation L. 360 này. Cái này là xoay 360 độ rồi bấm R ra nhé.
Con này có vẻ là đam rất là mạnh thôi. Nếu mà quên một số cái mục tiêu, một mục tiêu nhỉ. Tăng rồi này. Đây này, nó lại có cái này. Ui xoáy, tạo lốc à? Kinh quá nhỉ. Ok, mình sẽ chơi kiếm. Ui. Con này cộng 20% chém đấy. Đám rất là to luôn. Bây giờ là acid sinh kiều. Con này vẫn chỉ có 2 slot. Và bullet hit run. Cái chiêu ra bullet rất là mạnh luôn nhé. Rất là đáng tiếc. Con này nó chói rất là hợp nhỉ. Bởi vì có thể đấm được là rất là nhiều vùng. Auto blind là Y này. Ok thì mình sẽ đổi cái này sang cái Y ra bullet sang X kìa. Mình vẫn cần cái chói này. Chói vẫn là lợi. Sinh khép. Return boost to start an ability effect after this meet. Unchain the reason. Cái này là Electrify X kìa. Chưa dùng bao giờ luôn. Hào hú à, rất là có lợi. Con này là bắn này. Air shot, hit and run. Auto blind này. Cái là auto blind. Power charge. Airshot này rất là mạnh. Ok. Đứng một hồi nên cuối cùng lại quyết định là cũng chẳng có cái gì để mà tăng nhỉ. Sao mình nói là nếu mà nếu những cái bạn cái đoạn là mình đứng mình boost nhiều cái kỹ năng ấy. Mình biết là cái đấy sẽ rất là mất thời gian. Nên là các bạn nào mà thấy lâu quá thì các bạn có thể skip qua nha. Mình khuyên các bạn là nên skip luôn ấy. Bởi vì là lúc mà mình chơi thì là mình biết là nó sẽ không mất thời gian, nhưng mà nếu các bạn xem thì sẽ rất là mất thời gian những cái đoạn mà mình đứng yên một chỗ mình búp chỉ số ấy. Không làm gì cả thì cái đấy là một phần của trò chơi thôi. Thì mình cũng không thể là mình ấy được. Chứ kể cả mình muốn chơi nhanh nhưng những cái đoạn đấy cũng vẫn phải dành thời gian để mình ngồi búp ấy. Nên là các bạn thông cảm với những cái đoạn này thì cứ skip qua thoải mái. Còn cái đoạn là mà nội dung chính ấy, ví dụ nói chuyện rồi nhỉ. Hành động chẳng hạn. Đấy thì là lại quay lại xem nhỉ. Ui, lại trời sáng. Kiểu sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ. Chẳng phải là sáng kiểu như chẳng phải là hoàng hôn hay là bình minh nhỉ. Nên là hoàng hôn. Bây giờ cái ông anh nhà mình là cứ mặc đồ đen luôn. Rất là chơi rất là cứng. Cái bọn này nó nói gì. Helicopter tech. Và trực thăng này máu nhỉ. Cái cánh của nó là gần như không có cánh nữa. Thế giờ nó quay kiểu gì. Cái motor đằng sau nó không có cái cánh quạt. Thế chạy vào nó quay rồi. Ui lại medicine. Này nó có cái Max Safe House à. Bây giờ mình mới biết là chỗ này nào. Trông mèo ngồi. Đúng. Đúng ra mỗi lần kia là mình phải qua đây. Cracked. Cái này là mình không để ý này. Chỉ qua được cái chỗ này là bằng cái này. Sao đến cái nhà này là nhạc nó lại rất là kiểu khác. This should go a lot smoother. Okay. Let's go.
đi điều tra là... Không biết là mấy cái Bayonetta với cả Nier Automata, chắc là cái độ dài nó cũng tầm như này đúng không? Mình chưa chơi, mình chưa biết. Nhưng mà God Hand nói chung cũng rất là dài. God Hand sao mà Metal Gear Solid Rising còn dài nhỉ? Cảm nhớ là có tầm 20 tiếng. Nhưng mà hình như là cái game này là chắc chắn là không dài bằng cái game này. Good, you're both here. The others have already started. I want you two to get rid of the gates that have opened up on top of Rayleigh Plaza. They're close to where you took down the homunculus, remember? We're not in a rush, so feel free to help out if you see anyone who could use a hand along the way. All right, get to work. Bây giờ là rảnh hơn là chưa? Không, anh em mình đi theo mình à? Anh em mình đi cùng nhờ. Local police building. Artificial island. Đảo này đảo nhân tạo à? Kì, tốn bao tiền? Thế là mấy cái đảo nhân tạo là bên Nhật nó hay, hay có cái kiểu đảo nhân tạo nhỉ? Kiểu tôi kiểu rất thích mấy cái kiểu concept như kiểu là sci-fi. Fiction. Sizu Real Ligo. Bây giờ còn gặp ma, đòi đi gặp ma. Bao nhiêu việc này. Data check. Ui, đây là mấy thanh niên đã tử nạn. Mình vẫn nhớ là có một cái nhiệm vụ ở bên phía này tàu cầu này. Nhưng mà cái đấy là cái lần trước đúng không? Ui da. Iris, shut down. Ô, thằng này nó đi đâu đây? Đây mà mình chết đấy. Chỗ này... Ô. Đi theo dân trẻ con này, đi rồi. Ôi thầy lại đại biến mất đây giờ. Đồn thắt chết. Leave it to me. Well, well, a photo. Oh, ở đây là hai anh em này đúng không? Couple with Dragonda. If we could invest in, we would be upset if we could be go hunting. Này lại kiểu ma. Insert state. Reproduce the feeling of the future. Oh, come on. Oh. Bây giờ mình lại kiểu chụp ảnh giống kiểu cái Legend of Zelda. Đi tìm chỗ để chụp ảnh. Picture perfect. Bây giờ là phải giả lập cái photo đấy là bằng cách đứng đúng cái chỗ đấy chụp ảnh. Đấy, giả lập lại cái ảnh này. Ara Plaza. Cái này ở tầng 2 hay chiều. Đập này. Ồ, trừ điểm à? Trừ 4.000 quá. Thế gì? Trên này có gì à? Sao anh mình cắn nhỉ? Ông anh này
đập mấy cái thùng này căng. Dạ. A A A I bọn anh nghiêm túc phải đi dọn clean up. Quái vật nó cứ đánh cái này thì sống như chó này nhỉ. Ngày nó phệt 3 bữa, ngày nó cứ làm loạn 3 bữa này thì tâm trí đâu mà làm việc mà sống được. Nhưng mà hình như là mình thấy bảo là cái ad trò trên này nhá, thì nếu mà game này nó thành công nhá thì nó sẽ có nhiều cái phiên bản sau, phần 2, phần 3 cái kiểu ấy, kiểu là franchise mới. Thằng này lại ấy giờ lại bậy, lại chuẩn bị ăn ron. You can be here. Pit leap. Manasset. Afinado. So this let look for this Barbaro Hollow Pain left by can be used to for fin checking. À bây giờ đi đánh. Bây giờ mình có thể mình tìm cái thằng đấy, gọi con này ra. Thằng này em ơi. Ôi da. Cho đánh hơi cái mùi sơn. Tìm cái thằng boss của cái thằng này. Thằng vẽ bậy này. Bình tĩnh nè. Nhưng mà công nhận là mình nói này bao lần rồi. Cái game này công nhận là chơi nhân vật chính là nữ vẻ hợp nhỉ. Kiểu có nhiều cái tình huống rất là hợp luôn. À. Bây giờ chú ý nhà. Vậy bậy. Ôi. À mới dọa. Did he really just use a smoke bomb on us? He's getting away. We've gotta hurry or we'll lose him. Ôi. Chạy vào ba vật. Artist who indoor thái với gì? Nghệ sĩ ra ngoài làm việc chăm chỉ. Ôi cái gì mà đỏ nhiều này. Mitsuru on the go. Ồ, oh, cái đoạn này rất là rộng luôn nhé, không phải là vừa. Ồ, oh, bây giờ thao mà đi vào khám phá này. Quay lại cái chỗ đoạn này. Information display. Đây là có một cái nhiệm vụ ở đây thôi. Ở dưới. Lát burger. Remember how Dad used to bring us here all the time as kids? I can almost see him now, fumbling with bags full of burgers and trying not to drop them. You know, we should bring Jin and Alicia around here once things calm down. They'd like that. Ồ, cái đoạn này nó chỉ là mình nhớ lại cái quá khứ ấy nhỉ. À, nó nhiều cái kỷ niệm là xong à. Iris,
display. Nói chung là cái đấy là một mười k, rất là nhiều cái mình chưa, có thể là mình phải biết mình mở Hermit. Mà cái thằng Hermit kia bây giờ nó làm cái gì nhỉ? Ông ấy, ông tìm cái gì đấy? Looking for something I rock. Anh ấy rơi. Leave me alone. Thế mình nghe rồi. Cold message of Hermit the lock up. Little sun. Nam ơi, cái gì nhỉ? Thằng này nó đang tìm cái kho báu. From where the light shines in the library. Left, left, straight, left, right, left. Trái, trái, thẳng. Trái, phải, trái. Bắt đầu từ cái chỗ mà lightning shines in the library. Cái ánh sáng ở trong cái mê cung. Trái, trái, đi thẳng. Trái, phải, trái. Trên lúc ơi light 11 step ở hết. Thất quá cờ nhà đá vật này. Bắt đầu là từ đâu nhỉ? Bây giờ là... Ok, cái này mình sẽ... nghiên cứu. Cái lúc nãy là có một cái đứa nó chụp ảnh này, nó ở phía này nhỉ, ở phía có cái chữ, chữ gì nhỉ, ở đâu nhỉ, hai cái này cao quá nhỉ, cái mà để chụp lại cái bức ảnh ấy nhỉ. Nhưng mà cái đoạn này rất là rộng, mình có rất nhiều cái lựa chọn này mà này. Ô, Joey. Tuyên Ninh à? Bọn này là nó lính bình thường. Tham muốn thi đấu á. I will show you my old time sharp shooting. Thi đấu thằng này. Thế mình dùng cái gì? Mình dùng súng á. Ô, mình dùng cái con này à? Công nhận có cái motion control này chỉnh nên rất là nhanh. Ôi, cái đoạn cuối bấm nhầm rồi. Ồ, không được 15.000 điểm. Ồ, nó không cho mình chơi lại à? Ôi, được ạ. À. Đúng ra cái đoạn cuối là mình không được bắn vào giữa ấy hả? Nếu không bắn vào giữa có khi đều hạng S gì.
À, đây này, chỗ này là cứu cứu con mèo này. Ơ, à, lợn. À, lần trước là có con mèo ở đây này. Nhưng mà lúc đấy là không có cái con kia thì sao mà cứu được nhỉ? Bắn em phát. Chỗ này là lại nhiệm vụ gì đây? Billy. What are you doing here? I have something I want to check you out around. Đồn hộ chùa hả? Chit chat and get back to. Vậy làm gì đây? Vấn đề à? Was that a friend of your Billy? I was picking long hoop time. Nhìn này, thằng này cắt quả tóc như con gái nhỉ. Thằng này là chắc là nó đang có cái gì giấu ấy. Giấu mình với cả một cái bọn bạn của nó ấy. But this time really defensive. It is me. Mày phải đi theo thằng này. Đây là có cái nhiệm vụ gì chỗ này? 30 mét này. Check. Ồ, lại tưởng nhớ quá khứ. Things were bad enough when it was just chimeras. Now we've got Jenna to deal with too. Dad always used to say he was just exaggerating when he talked about saving the world. But if we work together, I know we can do it for real. Cậu mạnh nhỉ? Cậu mấy nghìn điểm. Con drone này. À, cái này là nó cho xuống tầng 1, tầng 2. Friendly lift service tại nhà. Cái này toàn bộ là nhiệm vụ phụ hết này. Để vào đây xem thằng này nó có làm gì không. Ơ, cái thằng Billy lúc nãy nó đi đâu nhỉ? Ơ, nó bị ăn hành à? Local officer. Thằng này đi cùng thằng Billy nãy là Billy Pat, quá khứ của Billy. Ôi nó chặn mẹ đường luôn này. Ok, có vẻ căng ấy. What are you doing man? Mày, bọn mày đi theo tao. Bọn này vẻ âm mưu nhỉ. No officer. The equipment missing. À, thằng này nó đang nhận ra là nó sẽ mất nhiều cái trang thiết bị ở trụ sở ở đây. Vũ khí này. Tục up for your dream film à. Talking. That's it. My top lead. Thằng này nó nghi ngờ là cái bọn kia là nó lấy trộm đồ của cảnh sát này đi bán. Keep in North Park is someone you know. À, thì cái bọn kia là nó không phải cảnh sát. Nó đã quen thằng này. Bạn thằng này. I handle this case by myself. Có vẻ cứng. Pre-ill to worry about. Thằng này đang muốn xử lý mà mình kiểu friendship. We need to help him. Mình phải giúp cái nào.
You can stand out if we stay together. You have been first, I will catch up later. Bây giờ mình phải làm cái gì để chạy? Nói chung là... đi ấy mà stealthy. Rồi chúng ta phải đi đâu này? Information display. Thế lại 35m rồi nhỉ? 39m, 40m. Ô không chơi lại. Thế là mình phải đi theo con này. Ok. Thế cái này, cầu thang đi lên đây này là làm gì? Chả để làm gì nữa. Ô chả để làm gì nữa. Đi theo cái thằng này. Iris, shut down. Information display. Có cái hòm. Iris, shut down. Iris, startup. Chỗ này có hàng luôn. Tầm nhìn mọi rộng phép. Ủa, nghi ngờ là chói. Đây có một thằng. Ui. Lại chơi lại à? À chỉ là chơi cái đoạn này. Mình không bắt thằng này được này. Lại là bị tốn mất rồi. À đây, nó lại ấy lại. Thằng này rất là khó chịu. Ủa tầm nhìn nó rộng đấy. Ô thấy mình rồi. Lại đi lại chỗ này. Chạy. Có mấy cái chỗ mà nó tỏa tỏa này là như thế này. Đây có hàng. Ôi này. Đi quá mẹ cha nó chứ. Lại chơi lại. Anh nhiều nhiệm vụ phụ phép nhỉ. Tôi được không tha. Bỏ mẹ. Bỏ đi.
này thằng này nó lại ấy nhé. Thấy mình rồi á. Ồ mẹ. Alert level 29. Ồ cái đoạn này khó phết nhỉ. Đi tiếp. Ồ, này lại bị ngất rồi. Ồ, cái thằng Billy của mình tẩn cái thằng ngất rồi. Vẫn đang theo dõi. Ok, mình sẽ cho đi nghe lén á. À, này nó đang bán đồ này đúng không? Relax, I got you down here. Take a look. Đúng rồi, này nó bán đồ cho bọn này. Deal is a deal, quay hàng. Supply, I disguise the weapon and construction here. What right are easy as a pie. Let me to blast the wall. Ui, thằng nó bắn súng cho bọn này à? Để phá cái tường này. He wiped the cattle right when our defense was down. They plan on blow to the whirlwind. What was the proof? Free these police. Rồi xích cái mọn chó vậy là. Thằng này là bạn của thằng Billy à? Shoot yourself. Đây mà nó đánh nhau mình á? Billy be careful. Thế cái đoạn này là như nào? Billy solo thằng này à? Thật ra mình phải đi bắt. Mình phải đi mình bắt.
Tập cho vỡ mắt rồi. Lẹ. What the pain nè. Zone 09, I've been stuck behind the wall for 20 years. Cho nên bạn kiểu bạn nhau và cái bọn kia định phá tường, tường này ngăn cái khu 09, khu đấy kiểu là dịch bệnh ấy, nên bên này phá cái đấy là kiểu dịch bệnh nó tràn vào đây cả. Ui giời, loading. Tiếp loading lâu kinh khủng quá. Xong rồi. Thank you very much. Mẹ, thằng này nó rất giải thích cho mình. Are you okay man? Nó lại cho mình quà này. Cặp kính của thằng này, mẹ cha. Bố mới không cần. Bố con mình là thích đeo kính đó mà. Thằng này đeo trông như gay nhỉ. Cắt quả đầu trông này. Cộng thêm bao nhiêu? 15.000 á. Wow. Chắc không được rank cao. D là... Ui, SC á. Chắc là cái này nó tính điểm combat nhiều. Mà mình không nghĩ là combat của mình đánh hiệu quả đâu nhé. Có lẽ là mình đánh còn mid bao nhiêu cả. Cái này rất là dài, rất là nhiều cái. Còn bao nhiêu nữa. Wow, rất là nhiều luôn nhé. Ok, chắc là mình sẽ quay lại chơi sau thôi. Mình sẽ dừng đây một chút và mình sẽ quay lại sớm này. Làm một số nó một số cái nhiệm vụ ấy nhỉ. Ok, như thường lệ nếu các bạn thấy video hay xin hãy like, chia sẻ video của mình. Để tiếp tục theo dõi cái series mình cũng chơi cái trò Astral Chain thì xin cứ đăng ký kênh YouTube của mình và nhớ nhấn vào cái chuông để cập nhật được các video sớm nhất. Còn nếu các bạn đã xem được video trên Facebook thì xin hãy cứ like fanpage mình để cập nhật được các video mà mình chơi game, các game trên Switch và PC. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.